Có một anh trai xem clip của em trên YouTube đấy, thì vô tình ảnh nhìn thấy em có trưng bày hai cái cây trầm kiển rất là xinh, và ảnh xin giao lưu. Và em cũng rất là cảm ơn anh trai nha. Một anh trai có một con mắt rất là biết chơi, anh lựa đúng hai cái cây trầm mà em rất là thích, và em trưng bày trong cửa hàng cũng khá là lâu rồi. Những người anh em nào quen biết em từ lâu về trước thì hay về thăm em ấy, thì sẽ thấy được sự xuất hiện của hai cây này trong cửa hàng của em xuyên suốt từ 4-5 năm qua. Hôm nay đấy thì anh trai xin giao lưu, thì em cũng làm một clip giới thiệu để cho mọi người biết hai cái cây trầm hương này nó có cái gì đặc biệt mà em lại bảo là em rất là thích nha. Đầu tiên thì đây, mọi người có từng nghe cái câu nói là nhất kỳ nhị bông, nhất bì nhị cốt mà, thì cái cây này nó hội tụ đủ cả hai yếu tố trên. Thì mọi người nhìn cái mặt này chính là mặt bông nha, bông rất là nhiều ạ, từ đầu này tới đầu này toàn bộ là bông ấy, bông rất nhiều nha, và thậm chí là có cả bông con nữa. Bông con thì như thế nào sau này em sẽ có một clip em nói chuyên sâu hơn. Đây là mặt bông nha, rất là đẹp. Còn nhất bì nhị cốt thì đây chính là nhất bì nhị cốt. Nhất bì nhị cốt thì đây chính là cái hiển thị cho câu nói nhất bì nhị cốt nha mọi người. Cái bì chính là cái vỏ nha mọi người, thì đây chính là cái mặt vỏ của cây dâu bầu. Và trầm hương ấy thì nó có hai kiểu hình thành, một cái là nậu thương, nậu thương là hình thành từ bên trong nó ăn ra bên ngoài, và cái hình thành thứ hai đấy là cái hình thành ngoại thương. Ngoại thương ấy là nó hình thành nó bị tổn thương từ bên ngoài và nó ăn vào bên trong. Thì đây chính là hình thành từ bên ngoài ăn vào bên trong, đây chính là cái vỏ cây dâu bầu nha. Và khi mà nó bị thương ở cái mặt này, và cái đầu là từ cái mặt này nó phá, nó ăn trầm vào bên trong, và mặt này chính là mặt trầm của nó. Và khi mà nó ăn vào bên trong ấy thì nó ăn cả ốp bì luôn, vừa là nhất kỳ nhị bông, vừa là nhất bì nhị cốt. Và đặc biệt cái nữa là bông này là bông ốp bì luôn, rất là giá trị nha. Và các con nói nhất kỳ nhị bông, nhất bì nhị cốt, bông ốp bì nó có những cái giá trị như thế nào, có chất lượng như thế nào và cách hình thành nó như thế nào đó, thì em sẽ dành làm ở một clip khác chuyên sâu hơn, rõ ràng chi tiết hơn để cho người hình dung, người thấu hiểu. Trong clip này thì em chỉ nói sơ qua về hai cái cây này, xem như là một clip kỷ niệm trước khi chia tay hai cây này về với anh trai. Rất là giá trị nha mọi người, hội tụ đủ cả hai yếu tố nhất bì nhị cốt, nhất kỳ nhị bông. Và cái bông này là cái bông xuất xứ từ vùng trồng Khánh Hòa nha mọi người. Mùi thì cảm quan ấy thì mùi thơm sống rất là nhẹ, nó không có mạnh, tại vì nó là hàng trưng bày trưng kiển, nó chưa có qua tiếp xúc nhiệt độ này nọ thì nó mới tỏ hương được. Chỉ là hàng trưng bày thôi thì là mùi nó rất là thơm, rất là nhẹ, rất là dịu thôi. Mùi cũng phải dí sát mũi thế này thì mùi có thể nghe được. Hàng trưng kiển chứ lại gọi là trưng kiển, là trưng phong thủy, trưng kiển chơi kiển thôi, không phải là chơi vì mùi thơm. Còn để mà chơi mùi thơm đấy thì anh trai có thể là chích lửa sơ những cái gốc này đấy, hay là anh trai có thể cạo ra để anh lên lò anh test mùi, thì mùi của hàng trầm hương Khánh Hòa đấy nó ngọt, nó béo béo, nó bùi bùi đấy, đó là cái mùi rất là đặc trưng, rất là thương hiệu của cái trầm hương Khánh Hòa này, rất là đẹp ạ. Và còn đây là cái cây thứ hai mà anh trai giao lưu, đó là cái cây trầm hương Kiến Lồng nha mọi người. Hàng trầm kiến thì mọi người có thể hiểu nôm na đấy, nghĩa là trầm hương nó được hình thành đấy từ những cái vết thương do con kiến nó đục thì người ta gọi là trầm kiến. Còn kiến lồng đấy là có nghĩa đó là khi mà con kiến nó đục nó phá bên trong cây dâu bầu đấy, và nó phá rất là nhiều điểm, nhiều chỗ, và là cái đường nó phá đấy là nó liên kết với nhau hết. Và khi mà người ta xỉa bỏ cái lớp giác gỗ đi để người ta lấy cái phần trầm, thì là cái hiển thị, nó hiển thị ra đấy thì là nó sẽ có những cái đường nó lồng như thế này đây, nó lồng như thế này nha mọi người. Lồng nhưng mà phải là lồng nguyên khối nha, chứ nếu mà lồng chóc ghép ấy thì cũng không phải là lồng. Lồng bắt buộc phải là hàng nguyên khối đấy. Nó chính là hiển thị, ví dụ như đây, cái điểm đây mình có thể thấy đây là cái điểm tổn thương, đây là cái điểm tổn thương nha. Ví dụ đây mình có thể thấy đây là cái điểm tổn thương, thì khi kiến bắt đầu nó đục từ cái điểm này, và bắt đầu là nó đục, nó phá, nó đục, nó ăn đi lên trên khắp các điểm cây dâu bầu, và tất cả những cái điểm này nó phải liền, nó đều nhau. Và khi mà người ta xỉa bỏ những cái lớp giác gỗ đi thì nó sẽ tạo ra cái hình dáng như thế này, mình có thể đưa tay vào được, và tất cả những cái điểm này đều là nguyên khối nha. Thì hình dạng như thế này thì người ta hay gọi là hàng kiến lồng, rất là đẹp nha mọi người. Thì với những cái dạng như thế này đấy thì là một người chỉ chơi kiển thôi nha. Nhiều anh em cứ bảo là mua về đấy là trưng trong phòng cho nó thơm nhà, thơm cửa này nọ đấy, thì mọi người hiểu sai rồi nha. Trầm hương ấy thì nó thơm ấy thì nó chỉ thơm với tác động nhiệt. Nếu mà một người sử dụng những vật trang sức như ấy, thì những vòng đeo tay đấy, thì cái nhiệt độ cơ thể của một người cộng với lúc một người sử dụng nó ma sát đấy, thì cái nhiệt độ đó nó sinh ra, nó sẽ kích thích cái tinh dầu trầm hương đấy, nó tỏa hương ra và một người có thể ngửi được cái mùi trầm đó một cách thơm sống. Còn với những hàng trưng kiển thế này đấy, một người để một cách nó không qua tiếp xúc nhiệt độ cơ thể, nó không qua tiếp xúc bất cứ
một cái nhiệt độ nào cả, thì cái tinh dầu của nó không thể nào tự động tỏa hương một cách mạnh được, nó chỉ tỏa hương một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Thì một người chơi những hàng như thế này thì chỉ là chân kiển thôi. Chân kiển thì mọi người hiểu là chơi kiển là chơi cái giá trị nguyên bản của một cây trầm, chân kiển là chơi cái giá trị phong thủy trong cái ngôi nhà của mình. Nhiều anh em cứ lầm tưởng ấy là mua những cái hàng chân kiển như này gì để trưng bày cho nó thơm nhà thơm cửa thì không đúng đâu. Thì nếu mà người những gặp những cái cây trầm kiển nào mà nó thơm một cách nó bất thường đấy, thơm cách nó rất là mạnh đấy, thì nó thật sự người đó là những hàng nấu, hàng kẻ, hàng giả thôi. Thì sẽ có một cái clip em sẽ làm về cái hàng trầm kẻ, trầm nấu kiển này nọ để cho mọi người tham khảo. Rồi cảm ơn anh trai nha, một anh trai rất là tin tưởng, một người anh trai rất là biết chơi. Đấy, nhìn chỉ nhìn sơ qua các clip của em thôi mà có thể nhìn ra được hai cái cây trầm này của em. Rất là tuyệt vời rồi. Cái khó khăn nhất trong buôn bán trầm hương ấy, mọi người, không phải là bán được hàng. Bán hàng rất đơn giản. Khó khăn nhất trong buôn bán trầm hương đấy là gặp được đúng người biết chơi, biết nhìn, biết thưởng thức, biết nuôi dưỡng, biết phát huy giá trị của những cái món đồ này. Khi mình gặp được những người như vậy đấy thì là mình trao những cái món đồ cho người ta. Thì ngoài cái việc ấy là buôn bán tiền bạc với nhau thì nó cũng là cái nuôi dưỡng, cái phát huy, cái truyền tải ra cho người khác để tiếp tục những cái đồ này nó được mãi mãi, giá trị nó được trường tồn. Không những đối với mình, đối với đời mình còn cho những đời sau nữa. Ok, cảm ơn trai rất nhiều.